Ở đây có bạn nào sử dụng ứng dụng Zalo gửi lời mời kết bạn cho người khác mà 2 tới 3 năm vẫn chưa được chấp nhận, thì các bạn có thể là sử dụng cách này để xem lại những lời mời kết bạn chúng ta đã gửi từ trước đến nay, và nếu cần thì các bạn có thể là hủy bỏ cái lời mời kết bạn đó nha. Và để xem được lời mời kết bạn chúng ta đã từng gửi từ trước tới nay trên ứng dụng Zalo, các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo lên. Ở trong ứng dụng Zalo chúng ta sẽ chọn đến mục danh bạ, và trong mục danh bạ này các bạn chọn là phần đó là lời mời kết bạn. Ở trong lời mời kết bạn này nó sẽ chia thành hai mục, đó là mục đã nhận và mục đã gửi. Và ở trong mục đã gửi này, đây chính là những lời mời kết bạn mà các bạn đã gửi cho người khác tuy nhiên thì vẫn chưa được chấp nhận. Và nếu như các bạn muốn thu hồi, các bạn chỉ cần nhấn vào phần thu hồi ở đây. Như vậy là các bạn đã tiến hành thu hồi được những lời mời kết bạn mà chúng ta đã từng gửi trên ứng dụng Zalo.